Giỡn với Thắng hả? Mát cờ lai. Mà sao anh né rồi không? Né, what the fuck. Rồi không anh kéo lấy gì nó sống. Ai lấy gì nó chết mới đúng. Lộn. Ngôn từ lộn rồi. Vậy hỏi ra mà. Ờ nó về nó mua cái cục máu luôn nè. Thôi mày nè, nó không biết lát hít. Quái, bắt cửa đừng quái. Né hộ. Rồi, sao quá, sao. Mẹ quýnh lấy hai mày. Né hộ. Hỏi này tỉnh quá. Thôi, nó hắc não hai phát liền. Làm gì có thể lại ăn lưu xong số. Mày quăng lòng đèn cho ai? Né, tao có kéo đâu né. Tao có kéo đâu né. Chết ngay. Rồi lát mày kiếm con căn góc nha. Rồi lát mày quăng nó.
không giải luôn à. Kéo vô não. Hụt luôn. Dạ. Thôi thua rồi. Chó này nè. Chạy đi. Thôi mình quay nè, mình kêu nó về. Nó đứng ở lại cho bị móc. Vậy nó phải giật không? Hồi hơi chuẩn bị. Quá đông, quá hung hãn. Mày mới lát đúng không nhóc? Chạy hộ. Mít luôn. Yeah. Gạt giò nè, đi theo gạt giò nè, tắm nè. Chết luôn nè. Ôi. Ai là mới thấy gì nha siêu bên nè. Mượn ti cũng có tàn hình đâu. Mượn ti nó sợ chạy. Ra cứu bạn tiếp. Dở quá ta, à, bị nó xì lô. Cái gì vậy ông kia? Vãi ra.
À, để đâu rồi? Để có bạn kìa. Vụ mày còn heo không? Nãy giờ anh chỉ kéo mấy thằng cần chết thôi nha. Hấp mana ông ơi, cho về đi. Rồi, nãy giờ tôi quên, phải có câu thần chú mới kéo chúng được. Sorry, sorry. Mà, thần chú nè. Mày né hộ. Ờ, sai rồi. Hôm nay bị gì vậy ta? Khủng hoảng tinh thần. Rồi top chết rồi, gần top rồi, quất đấy mày. Chừng lu lu quá. Còn phút. Ừ. Chạy đi. Ủa tao nhớ tao kêu mày chạy mà ta. Trời ơi, tao cứu mày, tao giết xong một thằng. Ờ, cứu mất rồi phát. Nó dí tao đây nè, nó lát tao chạy rồi. Thì tao phải quýnh vậy đó, nó quay lại. Bây giờ tao giết thằng nó muốn gì đó. Nó đâu có lát tao dí tao. Này thì ta le xuống gặp. Thằng nào nó mua cua vậy vậy? Đó. Ghẻ với cua vậy? Dạ. Bốc mùi nữa nha. Thấy bà ơi. Đâu ngang quỷ đi vậy? Mới thấy một thằng. Chẳng qua là anh chưa có cái vũ khí biểu. Nào chết đi vậy? Đây chưa qua nè, núp đi dưới núp tiếp. Ờ,
lủng bụng hết luôn. Quay xanh luôn. Nó phải xanh kìa. Biết vậy về rồi thằng kia nó chết tiếp phải không? Thứ nuôi cho xanh vô. Thấy ba thằng không? Máy này không tin được, lá hoặc anh phải hắc não, mà hắc não nhiều thiệt nhiều đó, giết nó. Mít luôn. Mình có chết không? Lô lô nó búp lên thằng kia nó như quái vật. Hello. Hắt chạy. Rồi. Cứu bạn liền. Bảo xanh. Tệ hết yếu. Quỷ tép. Lũng bụng. Hỏi tao ra với tép này tao chết rồi con. Hai mạng, ba mạng rồi đó. Lên, đi lên. Rồi lại ba thằng nha. Có mất tiếng không? Phải dứt top rồi, ba thằng top rồi. Quỷ. Mày hại ra hả? Nó vô đen móc rồi để vô tường. Trời lăn quá. Phế vật. Thôi thua rồi. Chơi nổi gì với cái này nữa, phế vật.
mà để ta kéo vô giết dễ không? Tốn vô tờ giết làm sao mới chạy ra tốn lên tiền đậu có mẹ mà kéo nó lên. Ai ai biết được nó vô ren móc mà mày đẩy. Tao tôn vô tường nha. Tôn vô tường nó bắn nha. Tao phải thấy con rừng nó binh rồi ta. Để tao tôn. Bằng thấy chứ nó là lẻ vậy. Thôi đi lấy được bờ. Sức bọt nó không sáo rồi. Cố What the fuck gì thế? Mình vô cắm mắt cho nó chết luôn rồi. Rồi nó gặt từ ngàn đàm nếm mùi sa hải. Tình chết nha mày, thay dứt mạnh nó. À cái mắt tím ở đây nó xuống nè đó. Thấy nó quay lại tao mọi người phải giết riêng được vậy. Phải giết nha. Từ từ không mày? Mày đi vô mày dụ nó nhảy ra là chết bà đó. Thôi không thể phối hợp được với cái này rồi, nó quá chật khớp. À mẹ chết tao. Né nhẹ liền. Chủ à. Mà phải chính nó nhét thì chính gặp ba đó tao không ai cho tao gặp đi. Tao đang để sẵn mất rồi đó cho là đồ dội tường. Rồi nha nha nha, lúc đi. Nó đang ba tắc á, ở hết tắc rồi kìa. Cần đi. Có phiêu ra nữa kìa. Thôi thôi, mày trưởng hộ. Mày né hộ đó, móc người cần móc. Đấy. Móc ngay não. Dứt điểm.
chú buông. Thôi, thôi, thôi. Tìm chán quá. Để nó quay và nó giết anh như vậy. Hai chiến sĩ thầm lặng. Thằng Thai Dích bị anh xây lên mặt luôn. Chắc không đấm mới lên đâu. Đạo xanh đang định xuống câu vương quỷ vũ thấy nó luồn luồn. Bút đi. Mày chết tại vụ rồi. Mà xếp mặt của ba đồng rồi. Rồi tiếp rồi gà. Mày đi chung thôi để tao búp cái kia thôi. Chết rồi. Mày né hộ hả? Anh chỉ canh ra đây thôi. Hả? Sai lệnh đấm vô mặt. Win ngay. Gián này không được thể hiện mít rồi buồn quá. Rồi nó tặng kim đó kìa. Thôi đã quá. Bên nó đen hôm nay nó bị điên rồi. Nó dư RB quá. Mọi người coi tặng tôi nó là chùm phụ rồi. Lo lắng.
Dạ. Thôi thua rồi. Chó đây nè. Chạy đi. Thôi mẹ nè, mình kêu nó về. Nó đứng ở lại cho bị móc. Phải nó phải dịch không? Thôi thôi chuẩn bị. Quá đông quá hung hãn. Mày mới lát đúng không nhóc? Chạy hộ. Mít luôn. Yeah. Gạt giò nè, đi theo gạt giò nè, thấm nè. Chết luôn nè. Ôi. Ai là mới thấy gì nha siêu bên nè. Mượn ti giết không có tàn hình đâu. Mượn ti nó sợ chạy. Ra cứu bạn tiếp. Dở quá ta, à, bị nó xì lô. Cái gì vậy ông kia? Vãi ra. Mà để ta kéo vô giết dễ không? Tốn vô tờ giết. Làm sao mới chạy ra tốn lên tiền. Đợi có mẹ mà kéo nó lên. Ai biết được nó vô ren móc mà mày đẩy. Tao tốn vô tường nha. Tốn vô tường nó bắn nha. Còn ba nó thấy rừng nó binh rồi ta. Để nó
dịch nó là lẻ vậy. Thôi đi lấy được bà. Sức bật nó không sáo rồi. Cố fuck gì thế? Mình vô cắm mắt cho nó chết luôn rồi. Rồi nó gặt từ ngàn đàm nếm mùi sa hải. Tình chết nha mày, thay chích mạnh nó. À cái mắt tím ở đây nó xuống nè đó. Đấy, nó quay lại tao một buổi tại nhất nhiên được vậy. Thầy giúp nha. Từ từ không mày? Mày đi vô mày dụ nó nhảy ra là chết bà đó. Thôi không thể phối hợp được với cái này rồi, nó quá chật khớp. À mẹ chết tao. Né nhẹ liền. Chủ à. Mà thầy chính nó nhét thì chính gặp ba nó tao con ai vô tao gặp đi. Tao đang để sẵn mất rồi đó cho là đồ dự trừ. Rồi nha, lúc đi. Nó đang ba tắc á, ở hết tắc rồi kìa. Cần đi. Có phiêu ra nữa kìa. Thôi, mày chữ hộ. Mày né hộ đó, móc người cần móc. Đấy. Móc ngay não. Dứt điểm. Không bài của anh á.
không? Dễ. Giỡn với Thánh hả? Mát cờ lai. Mà đang né rồi không? Né what the fuck. Cũng có âm tạo tiền đề mà lấy. Rồi không anh kéo lấy gì nó sống. Ai lấy gì nó chết mới đúng. Lộn. Ngôn từ lộn rồi. Vậy hỏi ra mà. Ờ nó về nó mua cái cục máu luôn nè. Thôi mày nè, nó không biết lát hít. Quay, bắn cửa đừng quay. Né hộ. Rồi, sao quá, sao. Để quýnh lấy hai mày. Né hộ. Hỏi này tỉnh quá. Thua rồi, nó hắc não hai phát liền. Làm gì có thể lại ăn lưu xong số. Mày quăng lòng đèn cho ai? Né, tao có kéo đâu né. Tao có kéo đâu né. Chết ngay. À, để đâu rồi? Ê, có bạn kìa. Vụ mày còn heo không?
Nãy giờ anh chỉ kéo mấy thằng cần chết thôi nha. Hấp mana ông ơi, cho về đi. Rồi, nãy giờ tôi quên, phải có câu thần chú mới kéo chúng được. Sorry, sorry. Mà, thần chú nè. Mày né hộ. Ờ, sai rồi. Hôm nay bị gì vậy ta? Khủng hoảng tinh thần. Rồi top chết rồi. Gần top rồi, quất đấy mày. Trần Lulu á. Còn phút. Chỉ ở đây nè. Ừ. Chạy đi. Ủa tao nhớ tao kêu mày chạy mà ta. Trời ơi, vậy tao cứu mày, tao giết xong một thằng. Rồi cứu hết rồi phát. Nó dí tao đây nè, nó láp tao chạy rồi. Thì tao phải quýnh vậy đó, tao quay lại. Bây giờ tao giết thằng nó muốn gì nữa. Nó đâu có láp tao dí tao. Này thì ta le xuống gặp. Thằng nào nó mua cua vậy ạ? Ghẻ với cua vậy ạ? Bốc mùi nữa nha. Thấy bà ơi. Đâu ăn quỷ đi vậy? Mới thấy một thằng. Chẳng qua là anh chưa có cái vũ khí biết không? Nào chết đi vậy? Đây chưa qua nè, núp đi dưới núp tiếp. Right.
lủng bụng hết luôn. Quá xanh rồi. Nó phải xanh kìa. Biết gì về. Rồi thằng kia nó chết tiếp phải không? Thứ nuôi cho xanh vô. Thấy ba thằng không? Máy này không tin được, lái họ anh phải hắt não mà hắt não nhiều thiệt nhiều. Đó, giết nó. Biết luôn mình có chết đâu. Lô lô nó búp lên thằng kia nó như quái vật. Hello. Hắt chạy. Ôi. Cứu bạn liền. Bảo xanh. Tệ hết yếu. Quỷ tép. Lũng bụng. Hỏi tao ra với tép này tao chết rồi con. Hai mạng, ba mạng rồi đó. Phải dứt top rồi, ba thằng top rồi. Quỷ. Mày hại ra hả? À, nó vô đây nóc rồi để vô tường. Trời lăn quá. Phế vật. Thôi thua rồi. Chơi nổi gì với cái này nữa, phế vật.